Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. On our show today, we're talking about the importance of having a healthy lifestyle and setting a New Year resolution that you can keep. And that can also include joining the Vietnamese hiking community, that you get to create new friendships and bonds, and it makes you motivated to continue to do this throughout the year. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay trong chương trình, Julie sẽ nói thêm về cái quan trọng làm sao mình set up cái New Year resolution nào mình giữ được. Chừng nào quý vị có thời gian tới tham dự trong cái chương trình của là Vietnamese Hiking Community, có thể quý vị có được kết nhiều bạn với cũng có nhiều cái thời gian enjoy a lot of nature. So Julie, một lần nữa cảm ơn chị Linh đã lên đài Little Saigon TV. Thank you so much for coming on our show to share a lot more about the Vietnamese hiking community. I was so excited to hear that there's a group of Vietnamese people to come together, so we have a shared language, a shared culture, a shared community, and just, you know, a bond and a friendship. Can you tell me a little bit more about the organization? Thank you so much for just to reach out and having us coming today to talk to the public. We can think thính giả về Vietnamese community hiking của tụi này. Đại khái mình cũng là một trong những member ở bên ở VSC. Nghe kể đó là cái nhóm của mấy anh chị này tổ chức ra thành lập cũng khoảng hơn trước COVID. Dạ vâng. Là cũng gần 3 năm rồi đó. Cái người sáng lập ra đó, chị tên là Lisa Trần, cùng với một vài chị bạn nữa. Dạ vâng. Rồi từ từ cái tụi này đi hiking, rồi tụi này gặp chung với nhau, rồi mình become thành member với nhau. Thì từ đó mình chỉ đi chung với nhau thôi à. Mà hiện tại cái nhóm của Vietnamese Hiking Club á, là community, là có mấy member rồi chị? Ồ, bây giờ tụi này tới 10.000 rồi, hơn 10.000. Wow. Member rồi. Thì sắp tới đây đó, Lisa với lại tất cả những anh chị em ở trong này có tổ chức một cái bữa tiệc tháng 3 kỳ này nè, bữa nay tháng Giêng rồi, thì tháng 3 tụi này sẽ tổ chức một cái party. Celebrate like tụi này được 10.000 members. Mà cái party ở quận Cam của mình. Dạ, ở quận Cam chị? Ở gần đây, ở trong thành phố quận Cam mình ở đây. I think ở Westminster thì phải. Okay. Thì hopefully hy vọng là cái COVID nó đang rising thì tụi này hy vọng là sẽ tổ chức được. Okay. Mà cái member chị nói là ở trong cái nhóm đây là mình có hơn 10 gần 10.000 member. Dạ, hơn 10.000. Mà đây là ở Cali ha, ở trong thế giới luôn. Is it more national? It is a global. Yes. Wow. Global. Mà ở quận Cam đó thì tổ chức ở đây. Còn không biết là 10.000 đó là include những cái chỗ khác luôn, ví dụ như những cái thành phố, những cái state. Dạ vâng. Dạ. Now bây giờ that Julie thấy là hai em đây là Kaden với bé Linh á, là trước khi phòng quảng cáo nói là hai em đi cái hiking 17 mile ha, mấy chục mile, thấy nhiều quá vậy. Tụi này gọi là super hiker kid. Oh yeah. Yes, they are. What does super hiker kid means, Lynn? Just being with a lot of adults and just hiking with them. Being the slowest in the group. No. Kaden, what does it mean to be a super hiker kid? Being the first in the group. Being the leader of the You lead the line? Sometimes. That's pretty cool, huh? Sometimes he just goes straight ahead with the first group and then is always first to make it to the top. Oh, really? Can you say that in Vietnamese for grandma to hear? Thường thường anh hai đi lên trước hết mọi người, lên peak rồi xuống canyon mấy thứ đó. Oh, vậy hả? Mà Linh nói là Linh là chậm nhất hả? Trong cái nhóm đó hả? Thường thường chậm nhất, thường thường. Mà chậm là cũng mau hơn cô Julie ha? Có khi vậy. Tại Julie nghe đó là lúc mà Linh đi hiking là đi mười mấy mile, là lúc đó là phải thức dậy sáng lắm, mấy giờ? Ở trên đi Grand Canyon hiking là 3:16. 3:16 sáng hả? Dạ. 3:00 sáng là tại sao con nhớ được Linh? Cô Julie thấy cuốn sách đó gì? Cuốn sách đó gì?
Nó là diary của con. Diary của con hả? Trong cái diary con viết cái gì? Con viết about hiking, cái gì mà happening in the life của con. And other weird crazy stuff. That's pretty cool. Thank you so much for sharing that. Can I read it sometimes? No. Oh, okay. It's private, right? No. Oh, it's public? It's only for Kaden to read. Oh, so you share with your brother? No. Sometimes. Kaden, well, Lynn, thank you so much for sharing that. Kaden, so we know that there's three levels in this hiking group. Can you share with me the three levels in the hiking group? Level one, which is the base, is the beginner hiker. Yeah, is that for like the local parks in around here? I remember so. But okay, and what's level two? Level two is in the mountains, but not on long hikes. Okay. In the mountains. So not long hikes are how many miles? Maybe I guess 8 miles. Oh, that's 8 miles, not a long hike. Wow, you guys are amazing. I guess 8 miles. Okay, and what about the advanced one? That's a group that you're part of. 10 to 10. Maybe multi-day. Multi-day, that's amazing. Well, you know, I'm so envious that I can't do this. I can't even do 1 mile. Sometimes I can do it, but I also have to take breaks in between if I do a long hike. And long to me is like 6 miles. Is that too easy? Is that a base? Mm. That's a base, huh? I'm on a base level? Maybe it depends. Okay. Well, you know, today is a special New Year program. And so usually I want to ask all of my guests, what's their New Year resolution? I'm going to ask Olin first, but you guys think about it, okay? Maybe like a special place you want to go for New Year's. Chị Linh, mỗi New Year là mọi người ở nhà là khán giả của Little Saigon TV thường thường nói là ôi năm nay mình muốn là exercise hơn, xúc phao, ăn healthy. Chị Linh có cái New Year resolution gì không? Nó hơi tham chút xíu. là bản thân Linh á, Linh muốn cái cho cả thế giới mình, đặc biệt là ở Mỹ, cái COVID nó disappear. Okay. Yeah, as a nurse, that's very important. Yes, cái đó là cái absolutely cái wish, cái resolution của Linh là Linh ước ao là không còn COVID nữa. Còn bản thân của Linh á, thì dĩ nhiên mình muốn cho con cái ngoan and học giỏi. Mình á, thì mình sắp xếp công việc được, mình đi hiking được nhiều hơn. So that's an easy resolution to get. Yes, we try to. Yeah, tại Julie thấy rất là nhiều lúc mỗi năm á, thì mình set cái New Year resolution, but luôn luôn dễ quên ha, mình không có meet được, không có đạt được cái resolution đó. Mà Julie nghĩ đó là chừng nào mình mở rộng ra cái nhóm của Vietnamese hiking community, mình là người Việt Nam, mình thấy một cái nhóm bạn là người Việt Nam thì mình thấy dễ chịu hơn, phải không chị? Đúng rồi. Yeah, and cũng mình có Bonding. Nhiều người nói tiếng của mình với mình thấy quen. Tại Julie thích nhất á, là Julie là trong cái nhóm của Vietnamese hiking community mà I'm more of a spectator. I go on Facebook, I see all the amazing hikes, I love look at all the pictures, but I haven't really joined you guys on a hike. Oh. So I joined one hike. So you also in the member? I'm in there, but I joined one hike. I think it was close to like it was in like Palos Verdes. Oh. But I went with a friend who has a medical problem. Mm. But it was too many people and so she didn't feel safe, you know. Got so it. I know that you guys have a lot of safety, especially when you're a nurse there. There's a lot of distance and it's an outdoor event. So I really like that. But I think, you know, for my friend, she was very medically compromised. Mm. So she was kind of worried about it. So I think for me, I want to make sure that people understand that hiking is a relatively safe sport. Yes. During COVID, it's an outdoor venue. Yes. And you know, you can have plenty of spaces in between each other. And I think that's one thing I want people to do is that, you know, when we have an organization as such that's familiar, maybe it'll give us more motivation to keep our resolution. So after the commercial break, we'll definitely have more opportunities to talk about, you know, the adventures you guys have planned up for the year. Julie, cảm ơn quý vị khán giả of Little Saigon TV. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với ba người bạn rất là dễ thương, với rất thương về mến về cái việc hiking. And so sau phần quảng cáo, Julie sẽ tiếp tục nói thêm về the New Year resolution, là quan trọng nào là mình được vô cái nhóm của Vietnamese hiking community. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.